Ok, 1, 2, 3 diễn nha. 1, 2... ướt quần rồi. Công nhận cái cầu khiến nó dài thiệt. Nó quá dài luôn. Dài từ bên đó qua tới đây luôn. Quá đẹp luôn. Cầu kiến Bạch Long dài nhất thế giới. Trời ơi, hôm nay đi nhầm mưa. Bà nói như nói rồi. Tại vì tôi lỡ mua vé 400 nghìn rồi. Chứ không có là tôi về rồi. Vé này tới 350. Hai chồng đứa nhỏ 500 đó. Vé 400 nghìn là không chịu, chịu mà. Chịu 6. Mà tôi mua vé 1 triệu tôi sẽ đi vòng vòng ở đây vòng nữa. Nó hỏi đi mạnh hơn miếng được không?